chọc cái đắng nữa kìa. Coi chừng lắm. Lúa này lúa gây tê đó các bạn, dòm dằn lúa các bạn thấy không, cái lá nó lá nào lá nó nhiều lá xả, nghe nói dòng lúa này không trúng nổi các bạn. Xe 70 khỏe quá, để mưa thái nha, cắt lúa gây tê. Chạy nhông chính nè các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chơi luôn. Hết bà rồi. Chắc đốt ngủ hay nhiều quá. Quay đi. Bị gì luôn. Thôi không sao. Con chạy tiếp tục. Hả? Ờ có hết 20. U cha. Đang quảng cáo trên YouTube đó. Ôi chốt mẹ.